Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình làm cái video này là mình thấy nản quá, không muốn làm thêm mấy cái video về hướng dẫn nữa. Hôm nọ thì có mấy bạn bạn ấy bình luận bảo là làm nhiều làm gì, không cần làm nhiều, làm video làm sao để chất lượng, với lại là ít thôi nhưng mà có nhiều lượt xem là được. Thì mình cũng thấy nản bởi vì mình làm nhiều video có đâu có ai xem đâu, làm thì lên phọt phẹt được trăm hơn trăm lượt xem thì làm cái gì. Thì mình có lên mấy cái kênh lớn, kênh Dương Trung Hiếu, các thầy ấy dạy vậy là không cần phải làm nhiều video, làm chỉ tầm mấy cái là đủ rồi, có khi một cái mà được triệu view cũng được bật được kiếm tiền này, không cần phải tốn công đi làm nhiều video để làm gì cả. Bao giờ bạn được kiếm tiền mới là nên làm nhiều, thì mình nghe cũng có lý nhưng mà mình thấy làm nhiều thì đỡ phải mất nhiều thời gian để đi làm, cái lúc mà bạn được kiếm tiền thì cái công việc nó hơi dồn dập một tí. Thế là mình bây giờ đang rất là phân vân không biết nên làm nhiều làm ít, thì chia sẻ tới các bạn xem các bạn có phương án gì chia sẻ với mình. Bởi vì mình có rất là nhiều ý tưởng làm video. Thì trung bình một ngày mình xuất được mấy cái cơ. Cho nên là bây giờ mà không làm thì mai kia mà bắt đầu kiếm tiền thì làm rất là dồn dập, với lại là khó để tìm được like, với lại là khó tương tác. Thì mình cứ làm hàng ngày thì có rất là nhiều bạn vào tương tác với mình. Thì trung bình một video mình lấy mình được tầm 2 đến 30 cái like. Comment thì tầm mấy chục cái. Nhưng mà sáng tác thì dễ thôi, xuất thì dễ thôi. Cái trả đi trả nợ mới là khổ. Ở đi trả nợ một ngày mấy chục cái lượt comment thế này, một ngày mất mấy tiếng đi trả nợ rất là mệt luôn. Thì một ngày mình ra được hai cái video, buổi trưa một cái và buổi tối một cái, buổi chiều. Trước kia thì mình xuất buổi tối nhưng mà bây giờ mình chuyển sang buổi chiều rồi. Buổi tối thì mình để thời gian chơi game, với lại thời gian để đi tìm kiếm các cái nguồn tư liệu để mà làm video cho ngày hôm sau. Vậy buổi tối mạng mình rất là lag nhé, mình ở đây dùng 3G không có wifi đâu. Nói thật như vậy cho nên là cũng không có được tốt cho lắm. Thì đây là mình chia sẻ với các bạn này. Thôi thì các bạn đang làm một cái kênh gì đó thì các bạn không nên đi đăng nhiều lắm gì cả. Bây giờ làm sao làm được một video thật là chất lượng, mà một cái cũng được. Rằng là làm sao mà SEO nó tốt, là để nó đăng đăng lên các cái diễn đàn hoặc là làm thế nào đó, SEO thật tốt để cho nó được ăn đề xuất đi, được ăn đề xuất cái là bạn lượt view hàng ngày vào cho cái video của bạn rất là nhiều luôn. Thì mình có tham khảo rất là nhiều nơi thì người ta chỉ đăng một vài cái đấy, được triệu view phát là bật kiếm tiền phát một luôn. Cho nên là thì các bạn đăng ít, chả cần phải đăng nhiều đâu. Nhưng mà làm sao bật được kiếm tiền lúc đấy mới đăng dần dần. Với bây giờ chủ yếu là các bạn đi tương tác với người ta trước đã. Đi tương tác thì kiếm view xong rồi kiếm fan về cho mình trước. Làm sao mình có nhiều fan một chút. Mai kia mình đăng dần dần video thì mới có nhiều fan để vào comment để mà like cho mình. Thì mình cũng đi tương tác với người ta thì kết hợp đôi bên luôn. Thời gian đó thì các bạn nên để đi tương tác. Đâu không giống như mình là thời gian mình chủ yếu là toàn đi tìm kiếm tư liệu, tìm kiếm các cái nguồn, xong là sáng tác video, như thế là rất là mất nhiều thời gian. Cũng chả có ai là fan của mình nữa luôn. Bởi vì mình cũng đâu có thời gian đi phát trực tiếp đâu. Mạng chỗ mình thì yếu nữa, phát trực tiếp thì giật đơ người luôn. Đó thì các bạn nên đi phát trực tiếp nhiều nhiều một chút, xong là kiếm fan.
Các bạn có thể thấy những cái anh mà đi phát trực tiếp hoặc giống như là anh chị Thanh Huyền đấy, Thanh Huyền ẩm thực ấy. Có khi tem kênh mình thì chắc chả ai lạ gì chị Thanh Huyền nữa. Hoặc là anh Nghĩa. Một số các cái anh khác nữa, các anh phát trực tiếp thì lượt view rất là nhiều, với lại là thời gian xem kiếm 4 giờ nhanh không thôi mà. Một tháng thì bạn phát trực tiếp một tháng nó khi bật có khi đủ 4.000 giờ rồi đấy chứ. Kết hợp với cái video của bạn làm tốt nữa, làm sao mà cái video giật gân một tí, nhiều người vào xem lắm. Mình xem mấy cái bác đi làm báo ấy, các cái bác ấy lấy hình ảnh trên mạng về, xong có bác cái copy lên mạng, copy xong là làm video xong up lên YouTube, nhiều người vào xem lắm. Nhưng mà chủ yếu là những cái tầng lớp mà sắp sắp tuổi tầm U30 chứ U40, 50, 60 đấy. Thì mấy bác ấy hay đọc báo thì hay vào xem. Đó thì những cái người đấy xem rất là đảm bảo, bởi vì họ xem chủ yếu xem thông tin, người ta xem hết video cho các bạn luôn. Còn một số các cái thanh niên khác thì người ta xem ít lắm. Giống như kênh của mình ấy, người ta chỉ xem được cái từ khóa của cái phần mềm đó, xong là người ta khác tự đi tải về thôi, bỏ mình luôn, xem chắc được hơn 1 phút. Thì video của mình xem trung bình thì mình thấy xem có được 1 phút mấy thôi, 1 phút 40 giây, xong tới 1 phút 50 giây hết. Mà mình làm video dài tới hàng chục phút. Thế không? Đó thì các bạn làm sao để cho cái chất lượng video nó tốt vào, người ta xem hết video cho các bạn luôn, như thế rất là đảm bảo cho các bạn. Mà mình lưu ý các bạn là làm video làm sao được trên chục phút nhé. Làm dưới chục phút là các bạn chỉ bật được một cái clip kiếm tiền thôi, bật được một cái trang quảng cáo kiếm tiền nó xuất hiện trên cái kênh YouTube của bạn. Nhưng mà trên 10 phút thì các bạn có thể dán được là 5-6 link cái. Thì thể dụ 2 phút thì các bạn có thể dán được một link. Nhưng mà dưới 10 phút ấy, thì nó chỉ cho phép các bạn để một link quảng cáo. Trên 10 phút thì các bạn thích để bao nhiêu quảng cáo cũng được. Nhưng mà để quá nhiều thì YouTube nó sẽ liệt kê vào spam nha các bạn. Cho nên các bạn lưu ý để tầm 10 phút các bạn nên để tầm 3 quảng cáo. Như vậy thì sẽ tốt hơn, vừa tốt cho người xem cũng như là YouTube nó không liệt kê cái video của bạn vào spam là chết kênh ấy. Ok thì video mình chia sẻ thôi. Nếu mà các bạn thấy hay, bổ ích thì nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chào các bạn.